Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ chiều. 6 giờ chiều ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020. Thì mình vừa mới nhận một cái đơn của cái đơn này là cái đơn Kiều nhé. Cái này là Kiều của cái địa chỉ ở Lào Cai là bạn Bùi Thị Thanh Tú, Bảo Lộc, Lâm Đồng, cơ sở 1 số 112 Đinh Bộ Lĩnh, Vạn Hòa, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại là 0944708599. Thì cái đơn này thì mình có mua là hôm đấy là mình vô tình xem được trên cái kênh của anh Sĩ ở Lai Châu ấy, kênh Phong Lan Rừng ấy. Thì ở trong đó thì có cái đơn là Kiều Tím Miền Trung, thì mình đã đặt và đặt cách đây hai hôm, từ hôm mùng 8 là mới hôm mùng 8 thì hôm nay mình đã nhận được rồi. Thì đây là cái đơn mà mình vừa nhận được của các bạn Bùi Thị Thanh Tú. Bình thường mình đây này, mình thực mục sở thị cho mọi người thấy nhé. Đây là cái đơn Kiều Tím của bạn Bùi Thị Thanh Tú ở Lào Cai đây. Mình thấy cái lá nó dài, lá thì dày cứng, rất cứng dài thân. Nói chung là cái giỏ này thì cũng mới thôi, bạn ấy cũng mới trồng cách đây khoảng 2-3 tháng thì đấy thôi, cũng có rất là nhiều thân tơ rồi. Mình không đếm, mình chưa đếm được, mình tí nữa về nhà mình sẽ bỏ ra mình đếm. Ở đây thì mình đã thấy khá nhiều thân tơ rồi. Về cái phần thân ấy thì mình rất là ưng. Về cái cách gói hàng của bạn ấy cũng rất là cẩn thận. Đây là cái Kiều Tím nhé, giới thiệu với cả nhà. Đây là cái Kiều Tím Miền Trung nhé, Kiều Tím Miền Trung của bạn là Bùi Thanh Tú ở Lào Cai. Hôm trước bạn ấy đang ở trên kênh Phong Lan Rừng của anh Sĩ đấy. Mình nhận cái đơn này mình khá là hài lòng, vì là trước mắt ấy, về mỹ quan ấy, thì mình thấy bạn ấy gói hàng rất là cẩn thận, cực kỳ cẩn thận luôn. Đây là một cái chậu đất nhé, chậu của bạn là chậu đất mà thân tơ mầm non rất là đẹp. Cái này thì chắc là tầm cuối năm thì sẽ có hoa. Đây này, như cái thân này là đang, cái mắt này là đang chuẩn bị ra hoa. Đó, mắt này là đang, nó đang gồ lên để có lẽ là thời gian tới là sẽ có hoa đây. Đây, video này thì mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.